Rồi, bài tập solver trong bài tập ôn buổi 3 nha. Được rồi, vừa trước mình sửa 3 câu rồi, bây giờ mình bắt đầu từ câu 4 nha. Các bạn bắt đầu từ câu số 4 nè. Được chưa? Câu 4 người ta nói rằng cái gì đây? Đây, người ta nói rằng á là một cái nông dân họ cần quy hoạch sản xuất cái sản phẩm nông nghiệp của mình. Được chưa? Đó, sản xuất cái sản phẩm nông nghiệp của mình. Được chưa mày? Và người ta nói rằng người ta cho là yêu cầu bạn á là trồng bao nhiêu tấn, được chưa, lúa gạo, lúa mì, được chưa, trong cái điều kiện hạn chế về đất và nước. Đó, ví dụ người ta cho đây, các bạn thấy nè, diện tích đất cần sản xuất một tấn lúa gạo là 2 ha và một tấn lúa mì nó là 3 ha, lượng nước lần lượt là 6 khối và 4 khối, nhân công là 20 và 50, được chưa? Đó, có 20 công và 5 công. Được chưa? Và người ta nói rằng ở đây nông dân này có tối đa là 25 ha đất, 50 khối nước và 125 nhân công. Lợi nhuận thu được là 18 và 21. Được chưa? Rồi, thì đối với bài toán này thì mình giống thuộc dạng là cho dữ liệu chữ. Được chưa? Thì nhiệm vụ của mình là mình lập thành bảng. Đó, mình học lần bản. Bài này nó cho gì đây? Đầu tiên các bạn là yêu cầu bạn tìm lúa gạo và lúa mì. Đó, lúa gạo. Thứ hai là lúa mì. Được chưa? Lúa gạo và lúa mì ở đây các bạn thấy nè. Trồng bao nhiêu tấn lúa gạo và bao nhiêu tấn lúa mì. Đó. Rồi. Vấn đề đặt ra đây. Diện tích, diện tích để tặng để tạo ra một tấn lúa gạo thì 2 hecta, một tấn lúa mì là 3 hecta, lượng nước là 6 khối và 4 khối, nhân công lần lượt đó là 20 công và 5 công thôi. Đó, rồi cái lợi nhuận lần lượt là 18 và 21. Bên cạnh đó người ta cho bạn ba cái chỉ số nữa, đó là đất có, đất có sẵn là 25 hecta, nước có là 50 khối và nhân công có 125 công. Được chưa? Rồi, đây là bước thứ nhất, lấy ra dữ liệu. Bước thứ hai là giả sử cái được hỏi nhiều nhất. Bài này hỏi hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là lợi nhuận. Vấn đề thứ hai là bao nhiêu tấn lúa mì và bao nhiêu tấn lúa gạo. Được chưa? Ở đây thì người ta hay gọi là sản lượng. Bao nhiêu tấn. Được chưa? Hoặc là số lượng sản xuất cũng được. Đó, nhưng mà dùng cái số lượng sản xuất lúa gạo lúa mì thì không hay. Thường cái này thì người ta ghi là sản lượng nó sẽ hay hơn. Đó, là anh giả sử đây là 1 tấn và 1 tấn. Được, 1 tấn và 1 tấn ở đây. Rồi, sau đó anh tính gì đây? Tính cái lợi nhuận tổng. Được chưa? Tổng lợi nhuận. Đó, tổng lợi nhuận các bạn bằng sum. Được chưa? Bằng sum của gì đây? Của cái sản lượng nè. F4. Nha. Nhân cho cái gì? Nhân cho cái lợi nhuận tổng. Cái lợi nhuận của người ta cho trên một cái hecta. Được chưa? Đó, cho anh 1 hecta luôn các bạn. Được chưa? Đó. Tức là ở đây sản lượng 1 tấn thì lời được 18 đô đối với lúa gạo và 21 đô đối với lúa mì. Đó, nhưng mà khi bạn sản xuất là 5 tấn lúa gạo và 7 tấn lúa mì thì cái này nó nhân lên. Control Shift Enter nha các bạn. Nhấn giữ Control Shift và nhấn Enter. Thì đây là cái hỏi thứ hai. Được chưa? Tức là mình xong bước 1 là lấy dữ liệu, bước 2 là giả sử và bước 3 là tính tổng. Bước 4 là xây dựng điều kiện và ghi rõ ra. Thông thường. Điều kiện 1. Đó, điều kiện 1 các bạn là gì đây? Là cái sản lượng hay là số lượng cần, số diện tích cần trồng. Đó, ở đây là gì đây? Số tấn. Được chưa? Bạn ghi đây số tấn cũng được. Số tấn. Hỏi cần trồng bao nhiêu tấn nè. Đó, số tấn trồng. Được chưa? Đó, điều kiện 1. Số tấn trồng. Số tấn lúa trồng. Nguyên dương, tại vì anh muốn số đẹp. Được chưa? Điều kiện thứ hai. Bắt đầu tiếp tục, diện tích người ta cho. Được chưa? Đó, thì các bạn thấy nè, cái diện tích này là diện tích trồng
một tấn lúa thì bằng gần 2 ta, một tấn lúa mì thì bằng gần 3 hecta. Vậy bây giờ sản xuất N được chưa? Rồi, cái thì bạn tính gì? Tổng diện tích sử dụng. Được chưa? Bạn tính tổng diện tích sử dụng bằng sum của số tấn trồng đem nhân cho diện tích trồng. Đó, được chưa? Bạn lấy gì? Bạn lấy số tấn, bạn đem nhân cho diện tích, bạn sẽ tổng diện tích sử dụng trên tròn xếp điện tử. Đó, và điều kiện 2. Tổng diện tích sử dụng. Đó. Tổng sử dụng sử dụng nó nhỏ hơn bằng diện tích có. Được chưa? Nước. Được chưa? Nước thì bạn thấy nè, người ta cho nước thì mình tính nước sẵn, nước sử dụng, tổng nước sử dụng. Đó, tổng nước sử dụng nó bằng bằng gì đây? Bằng cái số tấn trồng đem nhân cho, đem nhân cho cái lượng nước bạn xài cho một tấn, được chưa? Đó, tức là để tạo ra một tấn đó, để trồng một tấn đó thì bạn cần bao nhiêu nước, thì bây giờ bạn trồng n tấn thì bạn sẽ nhân lên, được chưa? Và control shift enter tại vì đây dùng mảng. Được chưa? Điều kiện 3. Được chưa? Tổng nước sử dụng nó nhỏ hơn bằng nước có. Rồi, nhân công. Nhân công. Đó, thì bạn tính tổng nhân công sử dụng bằng sum. Sum gì các bạn? Sum cái số tấn trồng đó các bạn. Đem nhân cho cái gì? Cái nhân công để tạo, để trồng cho một tấn. Thấy chưa? Cái nhân lượng nhân công để trồng một tấn lúa. Control shift enter. Rồi, điều kiện 4. Tổng nhân công sử dụng nó nhỏ hơn bằng nhân công có. Rồi, lợi nhuận là cái mà bạn tính nãy rồi. Số tấn rồi. Đó, các bạn thấy nè. Các bạn quy lại nè, các bạn thấy anh có một cái câu đó, ở điều kiện số 4 anh có một câu. Đó là cái gì người ta cho sẵn, bạn tính sử dụng. Này, thì khi đó bạn thấy nè, nó ứng với cái điều kiện anh cho. Rồi, bây giờ anh chạy. Rồi, các bạn sửa vô giùm anh tới đây. Rồi, chạy tiếp. Chạy kết quả này các bạn. Data Server. Audit là cái lợi nhuận tổng. Panel cần mắt thay đổi là những ô ở bước 2, tức là số tấn trồng. Nghe chưa? Điều kiện thứ nhất, số tấn trồng là số nguyên INT. Số tấn trồng là số dư lớn hơn bằng 1. Nghe chưa? Ở đây bữa trước anh có nói với các bạn, do ở đây anh sắp phù hợp với nhau, tức là đất và đất, nước và nước, nhân công và nhân công, nên anh được quyền bao này nhỏ hơn bằng bao này. Add vô cancel, tại vì đây là điều kiện luôn rồi, điều kiện cuối này. Thấy như bạn từng ngon nhỉ, ô này nhỏ bằng ô này, ô này nhỏ bằng ô này, ô 125 nhỏ bằng 125 này, được chưa? Thì anh ấy điều kiện một lớp luôn. Được chưa? Nhớ mà phải sắp tương ứng nha, mà phải sắp tương ứng nha. Ví dụ đất với đất nè, nước với nước, nhân công với nhân công. Các bạn lưu ý điều này. Chạy server. Rồi, sao chạy server. Rồi, nhắn. Ok. Rồi, kết quả tham khảo 5 và kết luận giùm anh. Kết luận giùm anh. Rồi, các bạn sửa vô giùm anh nếu bạn nào có làm sai. Câu số 5. Câu này thì các bạn thấy nè. Đây, câu 5 nè các bạn. Đó. Tổ hợp ABC cần sản xuất công tơ 1, công tơ 2, công tơ 3 và công tơ 4, CT 3, 4. À, với cái số lượng bằng bao nhiêu để cái lợi nhuận, các bạn lưu ý nha. Cái lợi nhuận nó đạt là 3.500 đô. Chứ không phải là mát nữa các bạn. Cũng không phải là min. Mà là cái variable. Đó. Với cái điều kiện sản xuất người ta cho ở đây là cái gì? Cái thời gian để tạo ra một cái sản phẩm
công lao động đã tạo ra một cái sản phẩm và chi phí cũng như lợi nhuận và chi phí số lượng sản xuất tối thiểu ở đây, được chưa? Đó, số lượng sản xuất là nguyên dương, tất cả người ta cho sẵn hết rồi. Tức là bài này các bạn sẽ bỏ qua bước số 1 và bước số 4, được chưa? Đó, mình làm bước số 2 đây. Tức là bạn hỏi là số lượng sản xuất giả sử 1111 đó. Hỏi thứ hai là lợi nhuận. Mà lợi nhuận tổng này, được chưa? Nó sẽ bằng doanh thu trừ chi phí. Bài này có doanh thu chi phí nên mình sẽ tính tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận tổng. Đó, mà tổng doanh thu mình bằng, được chưa? Mà tổng doanh thu mình bằng cái số lượng sản xuất đem nhân cho cái giá, nó thì bạn sẽ ra được doanh thu nha. Control shift enter tay dùng mảng bằng sum số lượng sản xuất nha cái chi phí sản xuất, nó cái số lượng sản xuất nhân chi phí sản xuất, bạn sẽ ra được chi phí tổng và hàng này trừ nhau. Nhớ nhấn enter thôi nha. Cái này nó là cái phép trừ nha, chứ không phải là công thức mảng nữa. Đây là phép trừ chứ không phải là công thức mảng, thấy không bạn? Yeah, enter. Thì đây là cái hỏi thứ 3. Rồi, đó. Rồi, ước 4 mình không ghi điều kiện vô, nhưng mà ở đây anh có một cái câu anh mới nói các bạn ở bài trước. Đó, mới nói với các bạn bài trước là cái gì người ta cho sẵn tính sử dụng. Được, yeah, tính sử dụng. Đó, tức là cái gì đây? Người ta cho bạn gì đây? Cái thời gian, được chưa? Vậy bạn tính tổng thời gian sử dụng. Đó. Rồi. Tổng công lao động. Đó, sử dụng bằng tổng thời gian á thì mình bằng như này. Bằng cái số lượng sản xuất đem nhân cho cái thời gian để tạo ra sản phẩm. Được chưa? Đó. Tổng thời gian, tổng thời gian các bạn thấy nè, bằng cái thời gian sử dụng, được chưa? Đó, cái bằng cái số lượng bạn nhân cho thời gian tạo ra sản phẩm. Control shift enter. Tổng công lao động cũng bằng sum cái số lượng đem nhân cho cái công để tạo ra sản phẩm, được chưa? Cái công để tạo ra sản phẩm. Và nhớ control shift enter nha các bạn. Rồi, còn cái chi phí nè, mình đã tính rồi tổng chi phí nè, nên mình không cần tính lại nữa, được chưa? Bạn sắp xếp làm sao đó, nhìn thứ tự đó, từ các bạn nha, được chưa? Rồi, bài này vậy là xong. Mình chạy server thử nha, anh chạy server thử đáp án nha. Data server, được chưa? Bài này audit lợi nhuận value up. Nhớ khi có value up bạn phải đánh giá trị value up vô. Bài này là $3,500. Giá trị thay đổi là bốn con số 1 này, được chưa? Đó, giá trị thay đổi là bốn con số 1. Add cái điều kiện vô. Đó, điều kiện thứ nhất, số lượng sản xuất là số nguyên INT. Add vô. Số lượng sản xuất là số dư lớn hơn bằng 1. Add vô. Tổng chi thời gian sử dụng, tổng thời gian sử dụng, thời gian này nó nhỏ hơn bằng 650. Add vô. Tổng công nhỏ hơn bằng 1500. Add vô. Tổng chi phí nhỏ hơn bằng 10.000. Nha, 10.000. Ok. Rồi, C15 thời gian. Ok, xong rồi, chạy server. Nhưng ở đây mình còn một câu nữa mình thiếu đi. Đó, lỡ mình thiếu điều kiện thì các bạn add thêm tiếp dùm Hoàng.
Tại vì người ta còn một câu là cái số lượng sản xuất nó phải lớn hơn bằng cái số lượng sản xuất tối thiểu. Được chưa? Mình còn một cái điều kiện nữa là số lượng sản xuất phải lớn hơn bằng số lượng sản xuất tối thiểu nha các bạn. Đây mình còn một điều kiện này nữa nha các bạn. Ok, solver là. Và đây là đáp án. Rồi, các bạn tham khảo vô giùm anh nha. Đó. Rồi các bạn lưu ý giùm anh, khi làm macro và VBA, anh nhắc lại một lần nữa, khi làm macro VBA, đóng tất cả các file dữ liệu chỉ mở duy nhất một file VBA hoặc macro các bạn lên thôi. Làm cái dạng nào? Mở dạng đó. Không mở hai file, hay file Word, file PowerPoint, file gì kèm theo hết, không mở cái gì nữa hết. Mở dưới một file sao chứa dữ liệu bạn đang làm. Được chưa? Bạn mở nhiều, chạy không nổi hoặc lỗi, bạn tự chịu. Được chưa? Và cái thứ hai nữa, trình độ cơ bản của VBA và macro của mình học là trình độ viết cơ bản, không viết được dấu tiếng Việt, mình không hướng dẫn các bạn đưa dấu tiếng Việt vô, nên VBA của mình học cũng như macro sẽ không sử dụng dấu tiếng Việt nha. À, nhắc lại, VBA và macro mình học không sử dụng dấu tiếng Việt, được chưa? Còn khi các bạn học nâng cao lên thì có dấu tiếng Việt đưa vô bằng cách hệ thống gì đó, bằng cách nào đó thì cái đó khác. Còn khi bạn thi ở nông lâm, các bạn nhớ VBA và macro của mình không sử dụng dấu tiếng Việt nha, không sử dụng dấu tiếng Việt. Rồi các bạn mở file sao mới dùng hoài. Cái video macro thì Hoàng hướng dẫn các bạn các dạng sao. Dạng thứ nhất là định dạng. Định dạng thì bao gồm, ví dụ như anh viết một cái chữ tinh học đây, được, anh viết một cái chữ như vậy thôi. Đó, các bạn lưu ý nè. Sau đó các bạn thấy nè, anh chọn nha. Các bạn thấy anh chọn nè. Nè. Đó, còn khi bạn như vậy nè, gọi bạn đang là để chuẩn bị đánh dữ liệu nha. Các bạn nhìn cho kỹ nha. Tức là con chuột bạn sẽ nhấp nháy phía sau á, phía sau cái chữ cuối cùng. Đó, tức là bạn ở đây đang dùng để chút xíu đánh văn bản nữa, không phải là chọn ô. Đó, còn như vậy nè. Đó, bạn thấy con chuột bạn để ngoài nè và nó có đóng giống như là một cái khung hình chữ nhật, các bạn hình vuông gì đó. Đó, tùy theo kích cỡ. Đó. Được rồi, thì cái này gọi là đang chọn đó nha các bạn phân biệt nha. Rồi, sau đó bạn đặt chuột này xong. Cái thẻ DVL thì bữa trước Hoàng đã hướng dẫn các bạn cách lấy rồi, Hoàng không hướng dẫn lại. Rồi. Sau đó các bạn vô chữ record macro nè các bạn. Các bạn vô chữ record macro nè. Đó, vô chữ record macro nè các bạn. Được chưa? Rồi. Ở đây các bạn thấy nè, cái macro name. Cái macro name là cái tên macro bạn người ta đầy yêu cầu. Đó, cái macro name này là cái tên macro mà đầy yêu cầu. Ví dụ như là gì? Định dạng. Đó, định xếp gạch dạng chẳng hạn. Đó, không viết dấu nha. Không viết dấu nha các bạn. Rồi, tiếp theo bạn đặt con chuột các bạn. Đây là cái tên nè, đọc kỹ cái đề bài yêu cầu cái tên gì. Đánh theo. Được chưa? Đọc kỹ cái đề bài yêu cầu cái gì, bạn đánh theo. Rồi, Sọt 2. Được chưa? Rồi, cái này á là control. Các bạn lưu ý phần mặt rô này thường người ta sẽ nói là control ship cái gì đó. Được chưa? Và muốn được cái chữ đó thì các bạn lưu ý nè, bạn đặt con chuột vô đây và bạn nhấn ship phím bạn đề thi yêu cầu, ví dụ ship A. Lưu ý nếu máy bạn đang bật kép lóc thì bạn không dùng được mặt rô này. Nó, bạn nhớ là phải tắt kép lóc đi nha. Cái phím kép lóc á để bật ra bạn chữ đánh chữ in hoa đó các bạn. Bật lên để bạn đánh chữ in hoa á. Được chưa? Nếu bạn có đang bật kép lóc thì bạn nhớ tắt đi dùng hoàn, không được kép lóc. Được chưa? Rồi sau đó ở đây các bạn có ba chế độ này. Một chế độ là version macro workbook, cái này bạn cần quan tâm. New workbook tức là lưu ở sao mới gì đó. Bạn để chế độ mặc định là disk workbook dùng hoàn, tức là lưu ở macro ở cái file sao bạn đang làm. Rồi cái tiếp theo nữa là direction, đó là phần mô tả. Phần mô tả này đề bài ghi sao các bạn ghi vậy dùng hoàn. Ví dụ như in nghiêng, in đậm gì đó. Rồi, đó, các bạn, rồi các bạn nhấn OK. Các bạn ghi chú là những gì nãy giờ anh nói nha. Sau đó, nè các bạn ghi này xong nè. Đây là cái tên mặt rô, đây là cái phím tắt, đây là lưu vị trí lưu áp dụng cho cái file nào. Tiếp theo nữa là cái yêu cầu người ta. Rồi bạn nhấn OK. Được chưa? Thì nhấn này tất cả những gì bạn làm sẽ được máy tính ghi lại dạng VBA, dạng macro. Được chưa?
Đó, các bạn nhớ cái này làm là cẩn thận nha. Đó, lưu ý nè, con chuột bạn các bạn thấy nè, Hoàng vẫn chọn cái ô này, Hoàng không chọn bất kỳ cái ô nào nữa nha, không có di chuyển ra ngoài nha, bạn di chuyển hoàn toàn sai nha. Sau đó tùy thuộc vào yêu cầu đề bài, người ta yêu cầu mình thực hiện, ví dụ người ta yêu cầu bằng cái phông chữ là Thai Roman, cỡ chữ đang là 11, người ta yêu cầu cỡ chữ là 30, ở in đậm, in nghiêng, gạch chân, hai đường nếu có, chẳng hạn, đóng khung, được chưa? Tức là người ta yêu cầu gì bạn làm cái đó, màu nền là vàng, màu chữ là màu đỏ, canh ngay chính giữa, được chưa? Đó bạn thấy, đây. Rồi muốn xéo hay gì nữa các bạn vô tiếp tục coi coi người ta yêu cầu gì nữa mình cứ làm theo. Ví dụ ở đây chữ nó xéo lên chẳng hạn, đây, ok. Rồi sau khi đã thực hiện xong mọi yêu cầu của đề bài, được chưa, các bạn vô develop, bạn chọn stop recording. Các bạn nhớ con chuột bạn và cái ô chọn này vẫn được giữ nguyên, nãy giờ chưa di chuyển bất kỳ chỗ nào nha. Bạn di chuyển cái chỗ bạn sai, bạn chọn stop recording. Rồi thì dáng này là tất cả các thao tác bạn đã được lưu lại rồi đó, và nhiệm vụ của mình đánh một chữ bất kỳ nào đó, được chưa, không có dấu nha. Rồi nhấn Ctrl Shift nè, được chưa, thì tự động nó sẽ trả về cho bạn cái lệnh đó, được chưa. Rồi các bạn thao tác trên máy dùm ngoài. Rồi ở đây các bạn tiếp nè, ở đây nè, sau khi mình làm rồi á thì mình muốn coi coi cái đoạn code nó được viết sao á, thì bạn vô thể đã phải làm nè, bạn vô chữ Visual Basic nè, Visual Basic nè, đó thì nó mở ra cái bảng này nè. Thì à, nếu mà bạn nào á mà không có cái bảng này nè, mà nó chỉ có một màu xám thôi, không có bảng bên tay trái nữa, mà đây ví dụ như nè, bạn nào không có như nè, nếu bạn nào chỉ có một màu xám như nè, thì bạn nhấn trong hoàng cái phím là Ctrl với R, phím Ctrl với R nha, tổ hợp phím Ctrl R, được chưa, tổ hợp phím Ctrl R nha. Rồi sau đó bạn thấy nè, cái module nè mình sổ ra, bạn sẽ thấy cái module 1 đây, và đây là cái động code mà máy tính tự viết với những cái thao tác của bạn đã làm, được chưa, đó nhớ nha. Rồi bây giờ lô nè mấy bạn, mình lô mình sẽ có ba cách lô. Lô này có ba cái lô, và anh nhắc nè, lô này là áp dụng cho VBA và Macro hết nha. Nữa đọc đề thi kỹ giùm anh coi đề yêu cầu lô theo cách nào. Còn nếu cảm thấy không an toàn lô bằng ba cách luôn giùm anh. Nhắc lại, khi vô thi đọc kỹ coi VBA và Macro được yêu cầu lô như thế nào, anh hướng dẫn các bạn ba cách lô. Ba cách lô. Được chưa? Vô thi đọc kỹ coi yêu cầu lưu theo cách 1, cách 2, cách 3 và áp dụng. Được chưa? Cách thứ nhất, sẵn mở đây luôn thì anh làm luôn. Lít chuột phải ngay chỗ module 1. Lít chuột phải ngay chỗ module 1, các bạn chọn chữ export file. Export file nha, xuất dữ liệu ra. Rồi, lưu vị trí tùy theo đề bài yêu cầu. Ví dụ anh lưu ở download.com gì đó, giả sử anh lưu ở download.com. Được chưa? Rồi đây là cái tên. Được chưa? Đó thì bạn đặt tên tùy chọn, ví dụ như là macro một, được chưa. Rồi cái file này là các bạn lưu là basic file.bat nha, các bạn lưu .bat thì ngoài nha. Save, đây là cách thứ nhất. Cách lưu thứ hai, bạn mở nó lên giùm Hoàng, mở cái macro lên nè, các bạn nhấn Ctrl A, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl A, nhấn tiếp Ctrl C, tức là copy nó ra qua một cái thư mục nào đó bạn lưu. Ví dụ anh lưu ở đất không anh nữa, được chưa, qua một cái thư mục nào đó bạn lưu. Ví dụ như anh lưu ở đất không anh tiếp, được chưa. Rồi bạn lít chuột phải, bạn chọn new và bạn chọn test.command. Lít chuột phải, chọn new và chọn test.command. Rồi bạn đổi tên này cũng được, hồi đổi tên sao được, ví dụ như ví dụ một đặt tên tùy chọn, giống như một cái file nữa thôi. Mở lên cái nó là .txt nha, bạn mở nó lên và nhấn Ctrl V, tức là bạn copy cái đoạn code hồi nãy á
và bạn dán vô và bạn lưu lại ở đây, thì đây là cách lưu số 2, được chưa? Đây là cách lưu số 2. Rồi các bạn thao tác hai cách lưu này dùm Hoàng. Rồi các bạn mở file lên nè. Đối với cái bản RAW 1.bat này á, tại vì máy anh đã mở rồi nên các bạn thấy chưa? Nó khác. Còn máy bạn á, bạn sẽ nhìn đây nó là màu trắng. Nó là màu trắng nè các bạn, chứ không phải nó giống vậy nha. Nó là màu trắng. Giờ đây anh coi máy anh có không? À, nó không có ha. Giờ nó là màu trắng nha. Giờ để đọc được cái file này bạn click chuột phải giùm anh. Bạn click chuột phải giùm Hoàng. Đó. Rồi bạn chọn chữ Open With hoặc là Open tùy theo cái máy các bạn nha. Được chưa? Tùy theo các bạn, chứ anh dùng Win 7, Win 10 hay Win 8 nha. Được chưa? Hoặc được chưa? Các bạn coi bạn dùng bản Win nào. Được chưa? Của Hoàng dùng Win 10 nên Hoàng có hai chế độ là Open và Open With. Được chưa? Các bạn coi cái máy bạn là Open hay Open With hay là cả hai. Được chưa? Các bạn chọn Open With thì Hoàng hoặc có Open cũng được. Nếu máy bạn không có chữ Open With. Rồi. Sau đó bạn sẽ thấy một cái bảng giống như nè, hoặc là bạn thấy chữ Brow hay gì đó, hoặc chữ More gì đó, bạn sổ xuống More App. Được chưa? Bạn kiếm trong Hoàng á là No Best. Các bạn kiếm trong Hoàng là No Best. Nó không ra được cái bảng nữa ha. Được chưa? Cái No Best nó giống như cửa sổ đó các bạn. Tại vì cái này nó không có xe được nữa rồi. Nó không có xe thêm một cửa sổ nữa rồi. Giờ nó không có xe thêm cửa sổ nữa. Được chưa? Nó không xe được cửa sổ nữa rồi. Được chưa? Nếu các bạn chú ý này, các bạn sẽ chọn cái chế độ là nó bán nha. Rồi các bạn làm vô dùng Hoàng nha. Em bây giờ các em nào quan tâm là cách lưu thứ ba là cái file Excel nha. Đóng cái mặt RAW lại nha. Bây giờ lưu cách lưu thứ ba. Đó, tức là các bạn chỉ mở phần Excel lên thôi. Được chưa? Cái file mặt RAW hồi nãy á, được chưa? Để các bạn lưu á thì bạn đóng lại hết giùm anh. Cái này bạn chỉ còn một cái file Excel thôi. Rồi, chỉ còn một file Excel duy nhất thôi nha. Rồi, bạn sẽ chọn dùng Hoàng cái chế độ là File. Các bạn nhớ anh nhắc lại một lần nữa, các bạn đóng hết mấy cái file mặt RAW này, các bạn lưu ra rồi kết quả đó. Được chưa? Dạng BAT hoặc là CST gì đó, các bạn đóng lại hết. Được chưa? Rồi, cái bạn hồi nãy anh làm cho các bạn cái chỗ mà cái developer bạn chọn Visual Basic nè. Đó, ra cái bảng này, bạn đóng cái bảng này lại luôn. Bạn đóng cái bảng này lại luôn. Được chưa? Để còn cái file Excel bình thường. Chỉ còn file Excel bình thường. Rồi sau đó các bạn chọn chế độ là File. Các bạn chọn chế độ là File. Bạn chọn là Save dùm Hoàng. Chọn chế độ là Save dùm Hoàng. Rồi sau đó kiếm cái đường dẫn bạn lưu. Ví dụ Hoàng lưu ở cái Document. Được chưa? Thì ở đây nè các bạn sẽ thấy nè, cái Save Tag các bạn nó sẽ cái đuôi các bạn nó là, các bạn chú ý các bạn sổ lên nè, mình ráng nhìn ở phía trên này nha, nó sẽ có một chữ là Excel Mặt Rồi Enemon Workbook nha. Đó, các bạn phải chọn chế độ là Excel Mặt Rồi Enemon Workbook nha các bạn. Bạn chọn tôi đúng cái này mới được nha. Excel Mặt Rồi Enemon Workbook nha. Các bạn chọn cái khác là sao nha. Đây là cái file lưu Excel dạng cái đuôi mặt RAW nha. Được chưa? Đó, các bạn chọn này nè. Nó cái đuôi nó là XLSM nha. Rồi sau đó bạn OK, mình save rồi. Được chưa? Rồi bạn cái này bạn có thể đóng cái file này rồi. Rồi đây. Thì khi đó nè, kết quả các bạn nè. Cái đuôi các bạn nó sẽ có giống như một cái dấu chấm than một cuộn giấy á các bạn. Bây giờ có dấu chấm than một cuộn giấy thì khi đó cái đuôi cái file bạn lưu là có đoạn mặt RAW trong này rồi. Đó, mở thì mở giống như file Excel bình thường các bạn. Mở giống như file Excel bình thường các bạn nha. Được chưa? Mở giống như file Excel bình thường thôi. Đó. Rồi khi mở lên á, khi mở lên các bạn thấy nó sẽ có một cái chữ là Enemon Content. Đó, bạn chọn cái này nữa thì bạn thao tác là bình thường. Đó. Rồi các bạn nhớ chọn file Save. Cái đuôi các bạn nhớ ở đây nó là Enemon Workbook, Excel Mặt Rồi Enemon Workbook nha. Rồi các bạn thao tác trên máy tính cá nhân các bạn nhìn Hoàng. Dạng tiếp theo là dùng mặt RAW để định dạng trang in. Thì đối với dạng này không có đánh gì ra hết các bạn. Các bạn vô develop record mặt RAW. Develop record mặt RAW. Đó, đặt tên mặt RAW. Trang in chẳng hạn. Tức là người ta ghi sao mình ghi như vậy. Control Shift Q chẳng hạn. Đó, tức là cái phím này là người ta yêu cầu nha. Người ta yêu cầu là Control Shift gì đó thì các bạn nhớ được cái dạy dùng mà đánh nhấn Control nha. Control ta có sẵn rồi, nhấn chi nữa. Chỉ nhấn có phím Shift như cái phím gì đó thôi. Và nhớ tắt cái block đi nha. Rồi, mô tả đánh vô. Đó, muốn đánh gì đó đánh, ta yêu cầu gì đó đánh đó, còn không yêu cầu bỏ trống. Ok.
Rồi, sau đó tất cả các thao tác các bạn nhấn này sẽ được ghi lại bằng mật rô. Các bạn vô Insert. Đó, các bạn thấy cái trang in nè, header footer nè các bạn. Đó, trang in đó các bạn. Đó, được chưa? Đó, thì sau này bạn sẽ thấy nó hiển thị ra nè. Đó, đây là header có 3 ô. Rồi xuống footer các bạn cũng có 3 ô. Được chưa? Rồi, người ta yêu cầu đánh gì vô đánh đó vô. Ví dụ ở đây, ô giữa này ghi đánh tinh học. Đó, giờ dưới này người ta ghi đánh chữ 55. Không có dấu nha, không có dấu nha. Rồi bên đây đánh số trang thì các bạn vô design. Đánh số trang vô design. Bay number. Đánh ngày tháng, chọn Current day. Rồi sau đó lưu lại đây. Rồi sau đó các bạn stop record name. Stop record name. Rồi đây là những cái mà bạn đã làm, nó sẽ lưu lại cho bạn đây, module 1 đó. Đây. Được chưa? Và lưu lại bằng 3 cách giống như này anh chị. Được chưa? Theo kịp không các bạn ơi? Rồi bạn muốn quay lại cái trang này bình thường thì các bạn vô home. Rồi xin lỗi, vô view các bạn chọn chế độ domain để quay lại bình thường. Được chưa? Đó, và bạn nhấn Ctrl Shift V thì lập tức nó nhảy cho bạn. Đây. Được không ạ? Đó. Rồi các bạn thao tác trên máy các bạn dùng hoàn VBA mình học á thì anh hướng dẫn các bạn hai dạng. Dạng thứ nhất á là dạng vòng lặp file test. Dạng vòng lặp file test thì nhiệm vụ các bạn học thuộc lòng đoạn code 11 dòng này, không còn cách nào hết. Và những cái chữ màu đỏ là những cái bạn sẽ thay thế tùy theo đề bài, những màu xanh có thể thay thế hoặc không tùy theo đề bài đấy. Đó thì đối với dạng vòng lặp file test tức là điểm điểm cái gì đó theo một cái điều kiện thì mình sẽ viết theo này, person count kết quả rồi kia đó học thuộc không có cách nào hết. Dạng thứ hai là dạng if, thì dạng if nữa các bạn anh sẽ viết các bạn, nó giống như bạn dùng hàm if thôi đó, giống như bạn dùng hàm if thôi các bạn, chứ không có gì hết. Được chưa? Rồi nó thí dụ như này, person count kết quả rank by ô điểm gì đó đây, thì chút xíu sẽ viết cho bạn coi cách viết như thế nào. Rồi nếu bạn dùng hàm if thì các bạn chú ý hoàn những cái kiểu khai báo, ví dụ như là để khai báo số nguyên thì mình dùng integer, hoặc là số thật là double và những cái những con số nhỏ, ví dụ 0, mấy 10 năm gì đó thì mình dùng sẽ là by, hoặc là tại yêu cầu. Rồi kiểu chuỗi thì bạn dùng string, chuỗi thì bạn dùng string, được chưa, hay gọi là chữ đó các bạn. Vùng thì bạn dùng range, và nếu ngày tháng thì bạn dùng date, được chưa. Rồi các bạn mở dùm hoàn cái phần on bar lên luôn VBA. Rồi các bạn lưu ý dùm anh khi viết VBA á, Dũng giống như mặt raw thì anh có chia sẻ với các bạn là các bạn chỉ mở duy nhất một file Excel lên các bạn làm, được chưa. Các bạn mở nhiều file quá nó lỗi thì các bạn tự chịu nha. Được chưa? Bất kỳ một dạng VBA nào hết cũng vậy, thì nhớ luôn luôn mở một file thôi, không mở nhiều, không mở nhiều nha. Các bạn mở nhiều các bạn lỗi, các bạn sai bạn ráng chịu nha. Rồi các bạn mở câu 1 lên dùng hoài rồi hướng dẫn các bạn. Câu số 1, VBA trong phần ôn 3. Các em nhớ là khi các bạn viết VBA các bạn luôn luôn mở duy nhất một file, không mở thêm bất kỳ file nào, được chưa, VBA và mặt rô luôn nha, được chưa. Và nhớ dùng hoàng đây, mở duy nhất một file, không mở thêm bất kỳ một file nào. Và nhớ các bạn mở dùng hoàng file bài tập ôn 3 câu số 1 phần VBA lên dùng hoàng. Đối với viết VBA dạng này các bạn thấy là bài này người ta yêu cầu là có trúc điểm, được chưa. Có trúc điểm thì các bạn làm như sau. Các bạn vô develop. Các bạn vô develop. Bạn có thể chọn Visual Basic hoặc cái phím tắt ở đây, đó là ALT F11. Đó các bạn nhìn thấy nè, cái phím tắt nè, ALT F11. Và cái tổ hợp phím này không áp dụng nếu bạn cố định bằng phím FN F4. Được chưa? Nếu máy bạn nào á mà cố định bằng FN F4, tức là bạn để cố định có dấu đô la đó các bạn, đô la chiếc chữ chiếc số luôn như đó. Được chưa? Mà bạn nhắn là F và nãy 4 thì các bạn không dùng được phím này. Được chưa? Bạn phải vô develop chọn Visual Basic này. Được chưa? Nó mở ra một bảng nha bạn. Đó. Được chưa? Rồi. Hồi nãy em có nói các bạn, nếu ở đây mình mất cái bảng reset này. Được chưa? Thì mình nhấn cái tổ hợp phím là Ctrl R. Nha, Ctrl R. Rồi, sau đó chọn đúng giùm anh cái này. Tức là VBA của câu máy. Không có chọn tùm lum nha. Bạn chọn shift là bạn sai nha. Bạn chọn xíu là bạn sai nha. Chọn đúng cái này dùm hoài. Với chụp phải.
insert, bạn chọn module rồi bắt đầu viết, chứ không còn cái nào hết. Function viết hàm này là hàm gì đây, viết hàm cao hát nữa. Ô đó, bạn khai báo ở đây là mã chuyến xe, kiểu dữ liệu là bank là bài, ở xin lỗi là rent, trả vời đó là bài. Do cái mã chuyến xe này nhiều nên người ta khai báo thêm đi ô điểm as bài as rent luôn, chưa ứng với một cái ô điểm nó khai báo thêm kết quả as bài. Và bắt đầu người ta giả sử cái kết quả nó bằng không đó, và người ta bắt đầu kiểm tra false cái ô điểm trong cái mã chuyến xe. Và nếu if nếu nếu gì đây các bạn, ký tự bên phải bên trái let, ký tự bên trái của cái ô điểm hai ký tự nó bằng hn, o đặt ở giữa, let ô điểm hai ký tự nó bằng ho, lưu ý phân biệt hoa đường thầy, cái kết quả nó sẽ bằng kết quả cộng cho một. Đó, sau đó nén nét đi tiếp, cuối cùng nó là nf. Rồi sau đó khao hn ho bằng kết quả 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, thấy chưa? Rồi chạy thử quá sẽ bình thường, đánh ở một vị trí nữa cũng được, bạc cao hay là ô đây quét vô enter báo lỗi, được chưa? Rồi đây tức là cái nf các bạn chút nét ha. Rồi cập nhật qua đây giờ ở đó bán là kho nằm cho bạn nè, nó này đây à. Đó cẩn thận nha, zoom lên viết cẩn thận giùm anh nha, cái này nó phóng to không được, nó nhỏ lắm, được à? Lưu ý phân biệt hoa thường. Rồi các bạn viết ở đây giùm anh, rồi chỉ các bạn tiếp. Bây giờ nè các bạn viết này xong nè, các bạn quay lại Excel giùm Hoàng nè, các bạn quay qua Excel nè, đó bạn đặt chuột ở chỗ nào cũng được, được chưa? Rồi sau đó bạn đánh cái tên hàm ra, nó bằng khao hno, các bạn thấy nó hiển thị cho bạn nè, thấy chưa? Đó nó giống như một hàm Excel bình thường, được rồi. VBA thật ra nó là viết một hàm để bạn xài, viết một hàm để bạn xài. Đó sau đó đây là rand là vùng nên mình quét một vùng, sau đó bạn nhấn enter, thấy chưa? Đó bạn quét vùng, bạn nhấn enter, lỡ như nó có sai gì đó bạn sửa gì ở bên cái bảng này thì bạn nhớ khi bạn sửa xong vui lòng nhấn cái nút reset xanh xanh bé bé xinh xinh này, được chưa? Nó hơi nhỏ nha, cái nút reset nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh đó. Rồi các bạn chạy thử lưu bằng 3 cách giùm anh, rồi sau đó mình học tiếp. Nhớ lại, chạy thử lưu bằng 3 cách và sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn mở giùm Hoàng câu 2 trong ô buổi 3 phần VBA. Câu số 2 các bạn ở đây, dạng câu số 2 đó là dạng if. Đây, câu trúc dạng if. Dùng ngôn ngữ lập trình VBA thiết lập công thức giảm giá, thay dùng ép nếu này nó kia thì người ta không chạy, người ta yêu cầu vô VBA. Thế bạn vô develop Visual Basic VBA dò dắt câu 2 nha, lưu ý chọn cái chỗ này mới đúng nha, anh nhắc lại chọn VBA dò dắt câu 2, cái chuột phải insert model function viết hàm giảm giá, ghi tên hàm ra, mở hoặc ra. Trong đây người ta khai sử dụng cái gì khai báo đó, ở đây khai báo số lượng, mình sử dụng số lượng thì mình khai báo số lượng. Kiểu dữ liệu số lượng người ta có nói không, người ta không nói gì hết, thì bạn nhớ khi đề bài không nói gì hết thì khi sử dụng đó là số thì bạn double hết nha, không cần nghĩ gì hết. Trong một lời trả về double,
Các bạn nhớ nha, đề bài không nói gì hết, nếu là số double hết nha, không suy nghĩ. Nếu điều kiện thứ nhất, nếu gì đây, nếu cái số lượng nó trên 10 thì giảm 5%. Nếu số lượng nó lớn hơn 10, giống như bạn đang viết hàm ý của bạn, thì cái hàm giảm giá nó bằng, nó giảm 5% trên 10 thì 15%, tức là 0.05. trong VBA là không nhận phần trăm là thứ nhất. Thứ hai là thập phân bắt buộc là dấu chấm, enter. Tiếp theo là E, là S, E, I, F, L, X. Nghe nha, cái số lượng lớn hơn bằng 5, N, hàm N đặt ở giữa, số lượng nhỏ hơn bằng 10 thì giảm giá bằng 17%, tức là 0.07, hoặc bạn ghi 7/100, chứ bạn ghi 7% là bạn sai. Ngược lại, ELSE giảm giá bằng 0. Kết thúc hàm if là NIF, được chưa? Kết thúc function là NFunction, bạn đã viết xong. Đó, sau đó anh vào đây anh chạy lại thử, anh chạy thử bằng giảm giá, được chưa? Khai báo số lượng, chọn ô số lượng, đóng hoặc loại, nhấn enter, sau đó sao chép xuống. Được chưa? Đây là đoạn code, các bạn có thể tham khảo đoạn code này giùm anh. Đó, đầu tiên là function nè, tên hàm nè, sau đó mở hoặc ra, giống như hàm let các bạn, trong hàm let bạn có đấu số nào. Đó, thì ở đây người ta nói trong hàm giảm giá các bạn có cái đấu số là số lượng, và kiểu dữ liệu nó phải là số. Được chưa? Số, khi kiểu dữ liệu số người ta không nói gì, bạn nhớ trong phần double. Trả về không nói gì, double hết điều hoàn. Rồi, được chưa? Tức là trả về số nha, trả về số chứ bao nhiêu phần trăm các bạn nói là số, thì bạn nhớ khi người ta yêu cầu trả về là số mà người ta không nói là bạn dùng cái gì thì bạn double hết cho hoàn. Rồi, nếu số lượng lớn 10 thì cái giảm giá bằng 5%, tức là 0.05 hoặc lấy 5/100. Được chưa? Ghi 5% là sai nha. Nhớ, ở đây thập phân là dấu chấm nha, bắt buộc thập phân là dấu chấm. Rồi, ngược lại điều kiện số 2 là if cái số lượng bạn nó lớn hơn bằng 5. Đó, và hàm n là cái giữa nha, hàm n là cái giữa, và cái số lượng nó lớn hơn bằng 10. Đó, thì đen, thấy à, đen à. Thì cái giảm giá bằng 7%, tức là 0.07. 0.07 là sai nha, tại vì đây bắt buộc sử dụng thập phân là dấu chấm. Được chưa? Nó và L giảm giá bằng 0, NF and for sub, các bạn sửa vô dùm mình tới đây. Tức các bạn, sau đó các bạn ra ngoài này nè, các bạn nắm tên hàm nha, và nắm tên hàm nha. Và bạn nhớ nè, bằng nè, cái hàm mình là hàm giảm giá thì bạn sẽ gặp cái chữ giảm giá đó. Và mình sử có một cái đối số thì mình chọn một đối số thôi, đó là số lượng bán. Được chưa? Và bạn nhớ nè, ở đây á, nó khai báo là double chứ không phải là rand. Tức là ở đây là con số, tức là bạn chọn số thôi, chọn cái ô chứa dữ liệu số thôi chứ không phải quét vùng như hồi nãy. Được chưa? Hồi nãy cấu trúc nó là rand là vùng. Còn bây giờ cấu trúc nó là double. Các bạn lưu ý nha, hai cái khác nhau hoàn toàn. Chứ không phải gặp lúc nào bạn phải vùng nha, tức là bạn phụ thuộc vào cái khai báo của bạn, khai báo của bạn cái dữ liệu nó là cái gì. Được chưa? Enter, sao bạn sao chép xuống. Được chưa? Nó giống như là bạn dùng làm hết dùng sao vậy đó. Rồi, các bạn sửa tới đây rồi mình đi tiếp. Tiếp theo các em mở giùm anh câu số 3 trong phần VBA ôn 3. Mở ra giùm anh. Rồi, đối với bài dạng bài toán này, bạn nào không thuộc công thức quý các bạn bỏ qua. Rồi, đây, viết hàm thuế. Nếu quý 1 quý 4 thuế 5. Nếu là quý 2 thuế là 10, ngược lại không tính thuế. Được chưa? Thì bài này các bạn vô đây phải đọc. Rồi, các bạn vô đây phải đọc. Viết super set. Đó, chọn cái VBA dòng dắt câu 3, lít chuột phải, install, mua được phân sản, thuế, khai báo. Người ta yêu cầu khai báo sử dụng cái dữ liệu của bạn, đó là cái ngày tháng. Được chưa? Thì bạn có thể ghi ngày tháng hoặc là ghi ngày gì đó. Cái kiểu dữ liệu nếu là ngày tháng thì nãy anh có nói các bạn là dùng DAT nha. Và trả về nó là thuế là 5%, 10% gì đó các bạn thấy nè. Được chưa? 5%, 10% nên kiểu dữ liệu anh nói các bạn nếu là số và không nói gì, double. Rồi, bắt đầu if. Nếu cái INT hay ngoặc month, Excel chọn ô, trong VBA bạn đánh tên, nói rồi, ngày, trừ 1, đóng ngoặc, chia 3, đóng ngoặc, cộng 1, bằng quý, người ta nói quý mấy đây? Quý 1, quý 4, quý 1, hoặc tại vì là quý 1 thì không thể là quý 4, mà là quý 4 thì không thể quý 1, nên phải dùng hàm O nha. Bạn nào dùng hàm N thì các bạn sai nha. Đó, mặt
ngày trừ 1 chia 3 cộng 1 bằng 4 thì như này cái thuế thì là cái thuế nó bằng nhiêu các bạn? Đó, nó thuế bằng 5%. Đó, 0.05. Như vậy ELSE if if viết liền nha các bạn. Đó, INT hai ngoặc mạnh mở ngoặc ra. Ngày trừ 1 đúng không? Chia 3 đúng không? Cộng 1 bằng 2 thì thuế bằng 10%. Đó, nếu là quý 2, nếu là quý 2 người ta nói là quý 2 là 10%, ngược lại là quý 3 không tới, tức là ELSE thuế nó bằng 0. Có đúng mà nếp em nếp, nhưng mà em nếp lại viết liền, nhưng mà eo ép viết cách ra viết có nhầm lộn rồi, ra ngoài trái bằng thuế ngày tháng enter năm hết, tại này toàn là quý 1 quý 4. Bây giờ anh giả sử anh đổi ngày 1 tháng 5 1 tháng 4 1 tháng 4 enter lập tức là 10%. Đó, tức là công thức quý mình viết đúng rồi. Các bạn viết vô giùm anh nha, các bạn viết vô giùm anh. Đó, rồi các em qua câu số 4 hen, trong phòng VBA ôn 3 nha. Ôn 3 thì câu này người ta nói viết cái hàm giảm giá hai cái đối số này và người ta chỉ rõ luôn các bạn. Đề thi các bạn lưu ý, có khi người ta nói rõ, nói rõ luôn là bạn khai báo cái gì, bạn dùng cái gì. Có khi tự nhớ nha, đây là được chưa? Super basic được chưa? VBA sử dụng câu 4 viết chụp phải insert model, viết chụp phải insert model. Rồi bắt đầu viết function. Viết cái hàm tên gì đây? Cái hàm tên là giảm giá và trả về double, hai đối số là số lượng và ngày. Đó, giảm giá, hai đối số là số lượng, kiểu dữ liệu nó double, phải phân cách đối số là phải ngày, kiểu dữ liệu là days, trả về double enter. Đó, đầu tiên mình thấy function giảm giá số lượng double ngày đây ATE và cái trả về nó double luôn. Rồi ra đây đó, nếu ngày bán trong tháng 10 và đúng vào chủ nhật. Đó, tức là như sao mình ghi vậy thôi. Nếu cái ngày bán trong tháng 10 tức là month của cái ngày nó bằng 10 và chủ nhật các bạn đó là weekday, weekday đó, cái ngày phải 1 nó bằng mấy à, nó bằng 1 luôn nha. Tại vì không biết sai á, đầu tuần là chủ nhật, mặc định đầu tuần là chủ nhật là số 1 thì khi đó nó sẽ bằng 1 luôn. Thì như này thì cái giảm giá các bạn là 10%, giảm giá bán 0.1 nguyên loại ELSEF viết liền. Đó, số lượng từ 1.000 trở lên thì nó giảm 15%. Đó, cái số lượng nó từ 1.000 trở lên nó thì cái giảm giá nó bằng 0.15, ngược lại cái giảm giá nó bằng 0 and if kết thúc. Được chưa? Rồi ra ngoài đây bạn viết, lưu ý cái này bạn viết xong rồi các bạn nhớ nè, mình cái hàm mình thứ tự mình trước á, giảm giá là mình khai báo số lượng trước thì mình phải chọn số lượng trước. Rồi ra ngoài này nó phụ thuộc vào máy các bạn là dùng chấm phẩy hay phẩy nha. Ra ngoài này nó phụ thuộc vào máy bạn là chấm phẩy hay phẩy nha các bạn. Đó, sau đó ngày, được chưa? Nó phụ thuộc nha, chứ không phải là giống như bên kia bắt buộc phải là chỗ phải. Và thứ tự bạn khai báo ở bên đây là số lượng trước thì bạn phải viết số lượng trước, và nếu là thành là ngày trước thì bạn phải chọn ngày trước. Nó giống như bạn đó là một cái hàm bạn xài thì bạn phải chọn cho đúng thứ tự đó, được chưa? Là một cái hàm thì bạn phải cho đúng thứ tự nó dùng hoài. Rồi các bạn sửa vô tới đây dùng hoài. Câu tiếp theo các em mở dùm anh câu 5 trong bài tập ôn 3 VBA. Dùng ngôn ngữ lập trình viết cái hàm thông tin có cái kiểu dữ liệu là string và cái gì đây, với cái tham số đó là mã hàng kiểu là string. Và người ta nói rằng cái thông tin này nè, trả về nè, ví dụ như nó là IA thì người ta trả về cái Yamaha số lượng 11, và số lượng 11 này chính là ký tự bên phải, còn IA chính là những ký tự bên trái trước dấu gạch. Đó, thì các bạn vô develop viết Visual Basic, chọn VBA, rồi dắt câu 5.
which you find in sun, moon, phần sun. Nó viết hàm thông tin. Đó, thông tin. Cái kiểu dữ liệu nó là mã hàng. Dữ liệu nó là trim. Trả về trim. Được không? Đó. Và người ta nói rằng nếu là IA, và lưu ý IA này, đây, SO và HON, bây giờ các bạn lưu ý nha. Đầu tiên nó là if nếu let. Ở đây các bạn let của gì đây? Của mã hàng. Người ta yêu cầu mã hàng hay mặt hàng gì đó. Được chưa? Mã hàng ha. Đó, mã hàng. Nếu let cái mã hàng này. Nhưng mà ở đây các bạn không phải let 2, mà let len. Len cái mã hàng. Đó, trừ cho, trừ cho 3. Tại vì 2 ký tự bên phải và 1 ký tự gạch. Đây, 2 ký tự bên phải và 1 ký tự gạch là 3. Được chưa? Nên đây là len trừ cho 3. Đóng ngoặc lại. Nó bằng. Lưu ý phân biệt chữ thường và chữ hoa IA. Thì ai? Cái thông tin nó trả về. Đó, cái hàm thông tin các bạn nè. Nó bằng. Bằng gì? Chữ Yamaha. Đó, cách ra cái số, cách ra cái lượng, cách ra cái đặt trong một kép. Được chưa? Sau đó ghép nói với cái write của mã hàng. Hai ký tự. Tại vì người ta yêu cầu bạn á, yêu cầu á, tức là yêu cầu bạn trả về Yamaha số lượng bao nhiêu nữa. Được chưa? Và lúc bạn nhìn nè, ráng nhìn thì mang ráng hơi nhỏ nha. Đây, RAM 2 cách ra số này, cách ra lượng nè. Đó, nhưng mà phía sau lại để một cái dấu cách nữa, tức là để cái con số 11 phía sau đó các bạn. Được chưa? Nó không bị dính vô cái chữ lượng. Được chưa? Rồi, elif. Đó. Elif gì đây? Cái led. Mã hàng. Len. Mã hàng. Trừ 3. Bật. Bằng SU. Thì. Đó, bạn thấy thiếu chữ thầy nè, lập tức báo lỗi nè. Đó, thì thông tin bằng bằng gì đây? Suzuki. Cách số, cách lượng, cách ghép nối. Ghép nối gì? Cái drive. Cái drive mã hàng. Hai ký tự. Ngược lại, ENSE. Thông tin bằng Honda. Cách số, cách lượng, cách ghép nối, rồi mã hàng, phải hàng, enter, end if, kết thúc. Đó, và emphasize. Nếu có sửa gì bạn reset đây dùm hoài, reset đây dùm hoài. Sau đó bạn chạy ra ngoài. Đó, bằng thông tin. Thấy không? Bằng thông tin nào bạn, thấy ngay thông tin nè. Chọn ô, đóng hoặc là enter. Đây, Yamaha số lượng. Được chưa? Ở đây các bạn thấy Honda nó không ra và Suzuki không ra, tức là mình kiểm tra lại coi mình sai cái gì. Đó, qua bên đây kiểm tra. Đây, thông tin Yamaha số lượng. Đó, và đây, tại sao nó không ra đây. Đó, đây led. Nếu nó là IA thì bạn Yamaha. Được chưa? Nó không ra chỗ nào đây. Nó chỉ ra được Yamaha thôi. Nó không ra được Suzuki và Honda. Được chưa? Thì Suzuki mình coi thay gì đây. Nếu là SO, led của mã hàng nè. Đó. Rồi thông tin các bạn thấy nè. Nó sai nè, lý do anh viết sai hàm nè. Đó, chỉ thông anh viết không đúng nè. Đó, anh sửa rồi nè. Đó, thông tin. Đó bạn thấy. Rồi đây cũng bị sai thông tin nè. Đó, tức bạn viết sai hàm nó không ra được đáp án cho bạn. Nên mình sửa lại nè. Và sửa xong rồi nè, các bạn thấy nè. Anh reset đây nè. Đó, reset đây nè. Rồi, anh quay lại anh coi nè. Đó. Nhấn enter lại. Lập tức nhảy cho bạn. Được chưa? Tức là khi bạn viết sai một chữ nào đó thôi thì nó sai hết cái đoạn code của mình. Và mình phải sửa lại từng chút lại. Được chưa? Các bạn viết tới đây dùm Hoàng nha. Câu tiếp theo là câu 6 trong phần VBAO buổi 3. Thì bài này các bạn thấy nè, viết hàm giảm giá nhập hai đổi số nè. Đó, đó là số phòng kiểu trim, số ngày kiểu bay. Nhưng mà ở đây các bạn chưa có số ngày nha. Chưa có số ngày nha. Đó. Được chưa? Nên bạn phải lập ra một cái cục phụ số ngày nữa mới được nha. Được chưa? Tại vì người ta yêu cầu á. Được chưa? Đó, thì ví dụ đây là số ngày. Và số ngày nó bằng gì đây? Bằng ngày đi trừ ngày đến nha các bạn. Đó, thì mình mới ra được cái cột số ngày mình làm.
Còn nếu một chút xíu người ta không có cho á, thì anh sẽ chỉ các bạn một cái trường hợp khác. Nếu người ta không cho, tại vì bài này người ta yêu cầu chỉ nhập hai đối số thôi, được chưa? Tức là dạng này anh sẽ hướng dẫn các bạn cách viết theo người ta, được chưa? Ở số ngày hàm hai đối số đó là by và, được chưa? Và trim và chạm và double, được chưa? Rồi, em bắt đầu. Visual Basic. VBA rồi dắt câu 6, lấy chụp phải, insert, model, function. Viết cái hàm này người ta nói rằng đây là hàm gì đây? Hàm giảm giá, loại phòng và số ngày. Viết hàm đây là giảm giá, số phòng, được, số phòng. Nè, loại phòng chứ, loại phòng ha, loại phòng và số ngày, loại phòng và số ngày. Loại phòng, kiểu dữ liệu nó là trim. Nó và số ngày. Cái kiểu dữ liệu nó là double. Trả về nó là số nên mình là double. Nó, quan bạn coi theo đề bài người ta nè, ta nói double. Loại phần 1 hoặc 2. Bữa trước anh có nói các bạn, loại 1 trước, loại 2. Và 1 2 là led nha. Bây giờ đây, nếu cái led, cái loại phần len của cái loại phần trừ cho 4 đó, nó bằng một La Mã hoặc mở hoặc ra led loại phòng phải len loại phòng trừ 4 đóng hoặc lại hai La Mã và cái số ngày và cái số ngày nó sau đây nó lớn hơn 30 thì giảm trị thì giảm giá 5%. Đó, thì giảm giá 5%. Đây, số ngày lớn hơn 30 thì đó, viết sai gì đây? Thiếu cái ngoặc này nha. Thì giảm giá bằng 10%. Nó thì giảm giá các bạn bằng 10%, các bạn thấy nè. Nếu phòng 1 hoặc 2 thì số ngày và số ngày trên 30 thì giảm 10%. Nếu là 3 số ngày trên 60. Đó, tức là nếu L if nha. L if nếu cái led led của loại phòng. Led của loại phòng, len của cái loại phòng. Nó và trừ cho 4 mà nó bằng 3. 1 2 và 3 và cái số ngày các bạn nó trên 60. Nó trên 60 thì đó, và số ngày nó trên 60 thì người ta nói rằng thì sao thì nó giảm giảm 5% ha. Đó thì nó giảm nhầm, tức là bài này nó hàm giảm giá các bạn nè, nó bằng 5%, tức là 0.05 hoặc là bạn lấy 5% nha, ngược lại là L nha, giảm giá các bạn bằng 0, kết thúc các bạn là NIF nha các bạn, kết thúc bằng là NIF các bạn thấy nè. Function giảm giá loại phòng ở trên số ngày double đó, và nếu như cái loại phòng bạn len nó trừ 1 quá, len nó bằng 4 á, xin lỗi, len của này loại phòng led len trừ 4 nó bằng 1 La Mã hoặc là 2 La Mã, các bạn thấy nè, cái 2 La Mã nó mới đi với số ngày 30 nha các bạn đó, thì nó là loại phòng nó giảm đi 10%, xin lỗi, giảm giá nó 10%, ngược lại điều kiện nó là 3 La Mã và số ngày trên 60 thì nó giảm 5%. Bây giờ bạn có chỉnh sửa gì bạn reset ở đây, sau bạn ra đây các bạn lưu ý khai báo loại phòng trước số ngày sau, thì bạn giảm giá đây bạn phải bằng giảm giá nè, nó khai báo loại phòng trước nè, chấm phẩy nha, dán này các bạn phẩy hay chấm phẩy, các bạn lưu ý dán này phẩy hay chấm phẩy của bạn á, nó phụ thuộc vào máy các bạn nha, và nó không hiển thị cho bạn coi đâu. Số ngày điện tử rồi, các bạn sửa vô giùm anh nha, nó phụ thuộc vào cái phẩy hay chấm phẩy khi viết Excel nó khác nha, còn khi viết VBA lại khác nữa nha các bạn. Rồi các bạn sửa vô tới đây giùm anh. Tiếp theo thì các em mở giùm anh câu 7 trong phần VBA ôn 3, được chưa? Dùng ngôn ngữ VBA viết hàm giảm giá kiểu hàm trả về, nó là double, nhận 3 đối số nha. Số ngày là integer, ngày đến là DATA, loại phòng đó là ký tự đầu tiên của mã phòng. Đây các bạn nhớ nè, người ta viết làm sao, ta cho sao mình làm vậy, thế phải lập thôi. Visual Basic VBA rồi dắt câu 7, khi chụp phải, insert, đó, module, function. Rồi viết cái hàm trả về giảm giá 3 đối số, đó là số ngày, ngày đến và loại phòng. Giảm giá số ngày integer
Đó, phải ngày đến. Đẹp nè. Rồi gì nữa ta? Loại phòng. Loại phòng. Trên. Trả về double. Đó. Trả về double. Người ta nói rằng 6 đến 10 và đến chủ nhật. Từ ngày 6 đến ngày 10 và đến chủ nhật nữa. Đó, đây. Nếu cái gì? Cái số ngày từ 6 đến 10 đúng không ạ? Số ngày nè, từ 6 đến 10 và ngày đến là chủ nhật nha. Đó thì giảm 5%. Số ngày nó lớn hơn bằng 6 và cái số ngày nó nhỏ hơn bằng 10. Và nó có bao nhiêu cái thì viết bấy nhiêu thôi. Chủ nhật, which day, cái ngày đến 1 bằng 1 thì giảm giá bằng 0.05. Ngược lại LSEIF viết liền. Số ngày từ 10 trở lên và đến thứ 3, loại phòng thương gia, 3 điều kiện. Đó, số ngày từ 10 trở lên. Phần 2 trên 10 đây, các bạn coi kỹ này nha. Từ 10 ngày trở lên, đó, tức là lớn hơn, có dấu bằng. Như bạn không để ý dấu bằng là bạn sai nha. Và thứ 3 các bạn là which day. Đó, cái ngày đến phải 1 bằng 3. Và gì các bạn? Và loại phòng, nó là thương gia. Thương gia ở đây có nghĩa là gì? Đó là cái chữ T đầu tiên nè. Đó, cái từ bên trái nè. Đây, thương gia nè. Đó, tức là led. Và led. Led cái gì các bạn? Led cái loại phòng. Phẩy 1 bằng bằng T. Với phân biệt hóa thường nha, thì giảm giá bằng 10%. 0.1. Ngược lại, giảm giá bằng 0. NF kết thúc. Các bạn lưu ý LF thì viết liền, nhưng mà NF phải viết lại ra. Rồi ra ngoài bạn viết lưu ý số ngày, ngày đến và loại phòng. Ra ngoài này bạn viết nè, bạn chọn đúng nha. Bằng giảm giá, số ngày, ngày đến, loại phòng. Enter. Đó. Rồi các bạn sửa vô giùm anh nha. Các bạn sửa vô giùm anh.